Kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với chương trình Sống Khỏe với bác sĩ Wintrend phát trên kênh YouTube chính thức của tôi, Dr. Wintrend và tại các đài truyền hình khác. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ nói về khi nào nên mổ thai khớp gối. Kính thưa quý vị, đau khớp do viêm thoái hóa khớp, tiếng Anh còn gọi là knee osteoarthritis là một bệnh thường xảy ra ở người lớn tuổi. Lý do là phần sụn giữa hai xương ở khớp gối chúng ta bị mòn thường do áp lực do tuổi tác dẫn đến xương gần đụng tới xương và gây ra cơn đau khi mà chúng ta đi đứng hay vận động. Khi bệnh nhân đến khám chúng tôi à, và do đau khớp gối, thì thường bác sĩ có thể sẽ đề cập tới phẫu thuật thay khớp gối, à, tiếng anh còn gọi là TKA hay còn là Total Knee Arthroplasty như là một cái phương pháp chữa dứt đau hoàn toàn của khớp gối. Hàng năm ở Mỹ có khoảng chừng 1 triệu ca thai khớp gối được thực hiện và chỉ có dưới 2% là những ca này có một số biến chứng mà thôi cho thấy cái việc thai khớp gối ngày hôm nay rất là an toàn nếu mà chúng ta so sánh với cách đây mấy chục năm về trước. Như vậy thì khi nào chúng ta thực sự cần phải thai khớp gối và tôi nói đây là 7 cái điểm quan trọng mà tôi muốn quý vị nhớ khi gặp bác sĩ của mình để thảo luận. Tại vì nếu như quý vị có một trong 7 điểm này thì có thể thay khớp gối là một cái lựa chọn tốt. Còn nếu như quý vị, vị không có một trong bảy điểm này thì quý vị, vị nên coi kỹ lại là mình có nên thay khớp gối hay không. Như vậy đầu tiên, cái điểm đầu tiên là gì? Là cơn, khi cái cơn đau của quý vị, vị nó liên tục, nó dai dẳng, nó không giảm cho dù quý vị, vị đã uống thuốc, dùng rất là nhiều thuốc mạnh và đã chữa với các biện pháp không can thiệp. Khi mà tôi nói dùng thuốc, ở đây là quý vị cần phải dùng nhiều loại thuốc khác nhau từ những loại thuốc gọi là over counter hay tại Hoa Kỳ hay tại Việt Nam còn gọi là um, acetaminophen hay là pranadon hay là ibuprofen rất là nhiều các loại thuốc mà quý vị thử và cho tới mạnh nhất ví dụ như là những cái họ thuốc có liên quan tới opioid và tất cả những thuốc này à, thì không có tác dụng và thêm nữa là quý vị đã thử những cái phương pháp khác ví dụ như tập vật lý trị liệu Tôi nhắc rất là nhiều lần tập vật lý trị liệu là một trong những cái cách mà chúng ta chữa đau khớp rất thành công. Tuy nhiên với việc cần phải biết là tập đúng và thường là phải do chuyên viên hay là bác sĩ chỉ dẫn. À trong những cái video khác tôi có nói kỹ hơn về tập vật lý trị liệu cho đau khớp gối. Nhưng mà khi mà chúng ta thử hết thuốc rồi, dùng hết thuốc rồi và chúng ta dùng vật lý trị liệu rồi và cái quan trọng nhất mà tôi hay nói cho quý vị nghe là quý vị giảm cân, tại vì giảm cân là một trong những cái biện pháp rất là tốt để mà chữa đau khớp gối khi mà chúng ta thử hết những cái này rồi mà đau khớp vẫn còn đau à, thì chúng ta nên nghĩ tới việc mà chúng ta thay khớp gối và còn một cách khác nữa là quý vị có thể chích khớp gối và có thể chích nhiều lần nhưng mà chích rồi không giảm thì quý vị cũng nên nghĩ tới việc thay khớp gối như vậy đầu tiên là đau không chịu được cho dù chúng ta thử hết nhiều cách cái điểm thứ hai là khi viêm khớp làm ảnh hưởng tới cuộc sống của quý vị có nghĩa là cơn đau có thể không đến nỗi quá tệ nhưng mà nó làm chúng ta không ngủ được không làm việc được hoặc là một khi quý vị đã phải uống quá nhiều thuốc để giảm đau và những thuốc này lại có tác dụng phụ thì lúc đó quý vị có thể nghĩ đến việc thay khớp gói Điểm thứ ba là khi cái khớp của quý vị liên tục sưng và cứng đây là một trong những dấu hiệu là chúng ta thấy rằng là viêm cái khớp chúng ta đang bị viêm lên và sưng lên và có thể là do sụn cho nó mất đi dẫn tới xương cọ lên xương trực tiếp gần như trực tiếp từ từ làm khớp chúng ta cứng và sơ đi mặc dù cơn đau thì có thể không có quá tệ nhưng mà cái việc những cái khớp này không có cử động được và cứng như vậy về lâu dài nó có thể ảnh hưởng trực tiếp tới những cái khớp khác ví dụ như là khớp háng hoặc là khớp chân và quý vị thay cái khớp trong trường hợp này thì nó sẽ có lợi nhiều hơn là hại điểm thứ tư là khi quý vị bị tổn thương khớp thường là do tai nạn ví dụ như tai nạn xe cộ hay là tai nạn xe đạp hay tai nạn xe gắn máy hoặc là những cái dị tật bẩm sinh chẳng may à, hồi xưa chúng ta không thấy nhưng mà khi càng lớn lên khi mà chụp hình thì chúng ta thấy có những cái dị tật đó thường trong những trường hợp này thai khớp gối làm cho phục hồi nhanh hơn tại vì chúng ta chỉ bị tổn thương cái vùng đó và bằng cách này chúng ta vẫn bảo vệ được những cái khớp liên quan à, quý vị nên nhớ là khi mà chúng ta đau khớp gói nó chỉ không đau một khớp này thôi mà là khớp chân và khớp háng chúng ta phải hoạt động nhiều hơn để bảo vệ tiếng anh nó còn gọi là compensate lại những cái khớp gối nó bị đau như vậy khi mà chúng ta chữa cái khớp chúng ta thì chúng ta có thể giúp những cái khớp khác nó bớt hơn điểm thứ năm quan trọng nữa là khi khớp quý vị đau ngay cả khi quý vị ngồi nghỉ hoặc là đang ngủ tại vì thường thường những khớp này là đau là do cái sụn chúng ta yếu đi xương chúng ta cọ lên nhưng mà nếu như quý vị đang ngồi yên mà vẫn đau thì chứng tỏ là cái khớp nó đã khá trầm trọng và quan trọng hơn là những dây thần kinh ở khớp này cũng đã bị tổn thương khiến cho quý vị bị đau điểm thứ sáu là khi cẳng chân quý vị bị cong ra hoặc là cong vào thì đây là những tổn thương khác bắt đầu từ sụn mà thôi nhưng mà dẫn đến cấu trúc và cuối cùng dẫn đến hình dáng thay đổi. Đây là một trong những điểm mà quý vị có thể nên thay khớp sớm tại vì cái việc thay khớp nó có thể làm giảm thiểu tổn thương và làm cho những khớp lân cận ví dụ khớp háng hoặc khớp chân nó sẽ bớt đau hơn. Cái điểm cuối cùng, điểm thứ bảy để quý vị có thể suy nghĩ tới việc thay khớp gối là quý vị muốn hoạt động liên tục, muốn chạy nhảy liên tục. Tôi nói đây tại vì tôi biết có nhiều người là bệnh nhân của tôi hoặc là những quý vị, vị rất là gọi là active, luôn luôn chạy nhảy và không thể nào chịu được nếu mà chúng ta đau và không thể nào uh, ngồi ở nhà được thì lúc đó cái việc thay khớp nhân tạo có thể là một lựa chọn tốt, một khi quý vị, vị đã bị đau khớp. Tại vì những cái khớp nhân tạo bây giờ có thể kéo dài từ 15 thậm chí là 30 năm, quý vị, vị có thể chạy nhảy tốt hơn. Như vậy thì cái việc thai khớp gói ngày hôm nay nó thật sự mà nói nó nó vừa đơn giản nhưng mà cũng vừa phức tạp hơn cách đây khoảng mấy chục năm Thứ nhất là khi quý vị đi thai khớp quý vị sẽ gặp một cái team gồm nhiều bác sĩ khác nhau không có còn chỉ là một bác sĩ phẫu thuật bên đây gọi là orthopedic hay là chấn thương chỉnh hình nữa mà quý vị sẽ gặp rất là nhiều bác sĩ trợ lý bác sĩ bắt đầu từ việc bác sĩ gia đình sẽ giúp xem những cái biện pháp À, không can thiệp đã có thực hiện chưa rồi tới bác sĩ gây mê để hỏi về bệnh sử quý vị xem quý vị có bất kỳ dị ứng nào bị thuốc mê không tới bác sĩ phẫu thuật chuyên viên vật lý trị liệu bác sĩ phục hồi chức năng và cuối cùng à, là những chuyên viên dinh dưỡng để quý vị không có bị tăng cân nói tóm lại là thai khớp gói ngày hôm nay chính vì là một cái team nó còn gọi là multidisciplinary nó giúp cho kết quả rất là tốt so với cách đây mấy chục năm là chỉ việc à, đau nhất rồi tới gặp bác sĩ mổ rồi sau đó về nhà thứ hai là thai khớp ngày hôm nay rất là nhanh so với hồi xưa à, thai một vài tiếng ngày hôm sau là quý vị đã bắt đầu có thể cử động được và chuyên viên vật lý trị liệu sẽ tới tận giường bệnh của quý vị để tập cho quý vị co cái chân tuy nhiên um, thai khớp gói cũng có những cái 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 rủi ro và những cái điểm mà quý vị cần lưu ý đầu tiên nhất là gây mê gây mê hiện nay là quý vị có thể gây mê bằng hai loại là gây mê toàn thân hay là gây mê vùng thì gây mê toàn thân là quý vị sẽ giống như đi ngủ như vậy gây mê vùng là chúng ta chích thường là gây mê ở cái vùng lưng chúng ta à, giống như nhiều phụ nữ khi sinh sản gọi là epidural hay còn là spinal block thì bằng cách này quý vị chỉ đau cái phần dưới của mình thôi nhưng mà cách nào cũng vậy bác sĩ phẫu thuật và bác sĩ gây mê sẽ thảo luận kỹ với quý vị về những biện pháp nào có thể là tốt nhất cho trường hợp của quý vị dựa vào bệnh sử dựa vào tình trạng hiện tại cũng như sức khỏe của quý vị à, những cái rủi ro khi thai khớp gối à, là gì à, khi gây mê chúng ta có thể có những rủi ro nhất định như là nhức đầu chóng mặt đau họng nếu mà quý vị phải gây mê toàn thân do chúng ta đặt ống nội khí quản à, hay lên cân đau tim thậm chí một số trường hợp rất 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 là hiếm là quý vị có thể lên cân đột vị stroke trong khi mà chúng ta thay khớp à, một những cái rủi ro khác khi phẫu thuật à, bao gồm nhiễm trùng chảy máu bị cục máu đông đau nhức dị ứng thuốc và cái khớp chúng ta thay vào không có hoạt động tốt hoặc là bị sưng khớp sau khi mổ quý vị nên thảo luận kỹ với bác sĩ phẫu thuật của mình về những cái rủi ro này và xem là mình làm cách nào để giảm thiểu những cái rủi ro đó quý vị nhé à, một số câu hỏi mà tôi hay nhận được là nếu như tôi chụp hình x-ray chụp hình cộng hưởng từ MRI và tôi thấy là khớp gói không còn sụn nữa thì tôi có nên thay hay không câu trả lời của tôi là quý vị chỉ nên thay khớp gói nếu như quý vị có 7 cái điểm mà tôi nói ở trên nói cách khác nếu như cái hình ảnh mà chúng ta thấy sụn bị hư hoặc bị tổn thương mà quý vị không phải quá đau và quý vị có thể kiểm soát cơn đau hoặc là quý vị không có nằm trong những cái bảy điểm mà tôi nêu ở trên thì quý vị không có cần phải thay khớp quý vị nhé còn một câu khác nữa là à, tôi tôi nên nghe lời ai tại vì à, có khi bác sĩ mổ nói với tôi là tôi nên thay khớp trong khi à, bác sĩ chuyên khoa nội hoặc là bác sĩ cơ xương khớp à, thì lại khuyên tôi không nên câu trả lời của tôi là quý vị nên thảo luận kỹ và hỏi xem mình có thuộc bảy cái điểm ở trên hay không nếu mà nằm trong 7 cái điểm ở trên thì thường thường tôi khuyên quý vị nên mổ. Nếu như quý vị không nằm trong 7 cái điểm tôi mới nêu trên, quý vị chưa cần phải mổ. Và tại vì mổ nó cũng giống như con dao hai lưỡi. Một mặt là chúng ta hy vọng là chúng ta sẽ hết đau hoàn toàn. Nhưng mặt khác nó sẽ có những cái rủi ro nhất định. Cảm ơn quý vị theo dõi với chương trình Sống Khỏe với bác sĩ Wintrend. Và hy vọng sẽ gặp tiếp quý vị trong những cái buổi video nói chuyện kế tiếp. Cảm ơn quý vị nhé.